Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn trở lại cùng Đồ Gỗ Văn Sáu. Và hôm nay trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị về các sản phẩm hiện đang có tại trung tâm. Vừa rồi thì nếu như quý vị có theo dõi trong các buổi livestream của Đồ Gỗ Văn Sáu thì đã đấu giá các mẫu đồng hồ được làm trên chất liệu gỗ nung nghiến với kích thước nhỏ. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị một trong những mẫu đồng hồ được gọi là đồng hồ có kích thước cao hơn so với các mẫu trong livestream. Thì cái mẫu này được làm trên chất liệu gỗ nung nghiến và được đục tạo hình như thế nào, kèm theo là những đặc điểm gì nổi bật thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết hơn. Về cái mẫu này tôi sẽ chia sẻ đầu tiên cho quý vị về kích thước. Đây, kích thước thì chiều cao là 1m, chiều rộng là 51 và chiều sâu là 31. Và tổng thể cái tác phẩm này thì có được ghép ở hai chi tiết. Đó là chi tiết ở phía bên dưới đế và chi tiết ở trên cái phần nửa trên của cái mặt đồng hồ đây. Đấy, tôi sẽ quay cho quý vị luôn để cho quý vị có thể nắm được. Đây. Ở phần bên dưới này về check sang mặt đằng sau thì như quý vị thấy tôi check rõ chi tiết ghép cho quý vị. Ghép như thế này để tạo thêm cái phần đế nó được có tiết diện rộng và chắc chắn hơn. Ở riêng cái phần đế này thì quý vị thấy là những cái phần nu gai tự nhiên của chất liệu gỗ nung nghiến có được thể hiện rõ ở phần bên dưới. Về cái phần mặt đằng sau thì là đã được làm phẳng nhẵn và đã sơn một lớp lót lên để bảo vệ, cũng như là làm cho cái mặt đằng sau nó đẹp hơn. Và chi tiết ghép ở phần phía trên đây là ghép ở phần nửa của đồng hồ phía trên để tạo nên cái dáng thế nó đẹp hơn và có tạo thêm hai chiếc thanh gỗ ở đây. Đấy, có cả vít ở đây, đằng sau là mặt đồng hồ. Ok, thì đã chia sẻ cho quý vị về các chi tiết ghép và cũng chi tiết mặt đằng sau luôn. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đi về cái chi tiết ở phần đằng trước. Tổng thể của cái mẫu đồng hồ này thì phần mặt đồng hồ ở phía trên đã được gắn các chi tiết, đó là kim giờ phút giây đầy đủ. Quý vị mua về chỉ cần lắp pin vào mà sử dụng thôi. Còn về phần nét đục trong cái mẫu này thì được đục là bầu bí và hồ lô. Và tôi sẽ so sánh cho quý vị về cái mặt đồng hồ. Cái mặt đồng hồ mà trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu tạo tác trong cái tác phẩm này là một trong những cái mặt đồng hồ màu vàng sáng rất sang trọng và cao cấp. Và trên tay tôi đây thì đang cầm một chiếc mặt đồng hồ. Thì đối với mặt đồng hồ này là mặt đồng hồ có giá thành rẻ ngoài thị trường thôi. Thì so sánh như thế này thì quý vị thấy được là riêng cái phần số thôi nó đã khác nhau rồi. Phần số của cái mặt đồng hồ xịn thì chữ số nó rất là nổi. Còn cái phần bên này thì là số nó các cái nét nó rất là thanh, nó không được nổi bật. Và cái phần tròn ở giữa đây, tròn giữa đây thì là vàng sáng bóng loáng luôn. Còn về phần bên này thì nó sẽ khác hẳn luôn. Thì để cho quý vị có thể so sánh được là cái phần mặt đồng hồ nó như thế nào, phần nào đẹp hơn và giá trị hơn. Tiếp theo thì check xuống các cái phần nét đục. Đấy, thì trên này là được đục chạm hình là bầu bí. Đấy, hình ảnh cây bầu cây bí thì sẽ được đục chạm tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở phát triển và thể hiện cho sự là con đàn cháu đống, bởi vì là các cái bầu bí này thì là sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Thì ở trên này là một cái trái bí nhỏ này kèm theo lá đây, từng cái phần lá cũng được đục tỉa những cái phần chi tiết về các phần gân của cái lá đây rất là đều luôn. Check xuống phía dưới nữa thì là một trái bí khác, nhưng bí này thì to hơn một chút. Và cái trái bí này thì như quý vị thấy tôi check trên này là các cái đường vân cũng như là các đường nu hoa của cái chất liệu gỗ nung nghiến. Dưới nữa thì là các cái phần lá cùng với lại các cái phần cành. Đấy, cành. Xuống dưới nữa thì là hình hồ lô, ở trên này thì có tất cả là 3 hồ lô. Và tôi đang check thì là trên này có hai chiếc trước này. Hồ lô thì có phần bình bầu trên thì nhỏ, bầu dưới là to. Bầu trên thì tượng trưng cho trời, bầu dưới là tượng trưng cho đất. Và hình hồ lô sẽ là tượng trưng cho trời đất giao hòa. Đấy, mang lại những vượng khí tốt cho gia chủ. Và hồ lô thì còn có ý nghĩa nữa là hồ lô bình an. Đây, phần bên dưới này cũng là một chiếc hồ lô nữa này. Các cái phần nụ hoa nổi rõ ở trong tác phẩm này. Dưới cuối cùng thì là một trái bí nữa. Đây. Về phần đế này thì có được ghép bằng một cái phôi gỗ nung nghiến khác, vì vậy màu nó sẽ khác hơn so với toàn tổng thể của cái đồng hồ các bác nhá. Đây.
Ok, thì trong một video ngắn thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị một trong những cái mẫu đồng hồ được đục chạm là hình bầu bí và hồ lô, chế tác trên chất liệu gỗ nung nghiến và có kích thước chiều cao lên đến 1m. Quý vị nào muốn mua cái mẫu này hãy liên hệ ngay Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968152070 và 0972282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Quý vị nào theo dõi video này hãy chia sẻ cho Đồ Gỗ Văn Sáu. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được theo dõi các video mới nhất cùng với các sản phẩm mới nhất từ Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Một lần nữa thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.